Đây là những gì đã và đang diễn ra tại trạm thu phí Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định trong những ngày qua. Ban đầu một số lái xe tự xuống nâng barrier lên cho xe chạy qua, tuy nhiên sau đó họ yêu cầu nhân viên thu phí phải xả trạm. Trạm này bây giờ là đang là có 3,9 quả BOT, thế còn lại là quả nhà nước nào. Thế mà người ta thu giá rất cao, lên 30.000, cái lúc kịch điểm lên đến 35.000. Trong số đoạn 3,9 km này thì có 5 mét ở hai bên là nhà nước, quên là sở Nam Định là đầu tư mở rộng. Thì cái bây giờ bọn em muốn hỏi thắc mắc nữa cái làn nào là cái làn của nhà nước làm và cái làn nào là cái làn của BOT. Ngày 24 tháng 7 vừa qua, nhiều đơn vị cá nhân tại tỉnh Nam Định đã có đơn kiến nghị gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định công khai làm rõ các vấn đề liên quan đến trạm BOT Mỹ Lộc. Tuy nhiên, đến ngày 2 tháng 8, các cơ quan chức năng vẫn chưa có câu trả lời. Bây giờ trước cái tình hình này thì chúng tôi đã phối hợp lại với cái lực lượng cơ quan chức năng, dụ như Công an Mỹ Lộc, Phòng Cảnh sát Giao thông và Thanh tra Giao thông Sở và các cơ quan chức năng khác để đảm bảo an ninh trật tự cho cái khu vực trạm. Đối với trường hợp mà xe nó quá đông mà trong khi đó lực lượng chức năng yêu cầu chúng tôi xả trạm để đảm bảo giao thông, chúng tôi luôn chấp hành. Năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định và Taxco đã ký hợp đồng về việc xây dựng tuyến đường tránh thành phố Nam Định từ quốc lộ 10 tới thị trấn Mỹ Lộc. Dự án bao gồm tuyến đường chính dài 3,9 km và tuyến đường nhánh dài 550 m. Ban đầu dự án có tổng mức đầu tư 313 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn hơn 21 năm. Tuy nhiên sau đó dự án được điều chỉnh, tổng mức đầu tư tăng lên gần 488 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn là hơn 17 năm, bắt đầu tính từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 10 năm 2026. Đây là vị trí mà các lái xe cho rằng trạm thu phí Mỹ Lộc phải được rời lên cách vị trí hiện nay 300 mét. Các lái xe mong muốn rằng các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định có một cái lời giải thích, có một cái câu trả lời thỏa đáng cho tất cả các vấn đề mà các tài xế đưa ra.